Chào tất cả các anh chị và các bạn. Khi mà tôi mới lên một hai video đầu tiên ấy, lúc mà tôi đang còn nói chuyện về vấn đề của các cái luật sư Hà, luật sư Trung đấy, nào, thì nhiều người bảo là tôi không biết cái ông này là ai cả, tôi chỉ biết luật sư Hà, luật sư Trung thôi. Thì đến sáng nay, chính cái người comment đấy lại gọi điện cho tôi là: anh Hùng ơi, bây giờ hiện tại là em đang bị nợ xấu, em phải làm như thế nào để mà xử lý đây? Và tôi đã đưa phương án cho cái anh đấy rồi, đưa phương án cho anh đấy, và anh ấy cảm ơn tôi rất là nhiều, vậy thì cái phương án để xử lý nợ xấu tôi nói với các anh chị là gồm có 3 bước. 3 bước. Bước đầu tiên là đi trả tiền, nhưng mà trước khi trả tiền các anh chị phải kiểm tra CIC, xem mình ở hạng thứ mấy, nhóm nợ nào, điểm bao nhiêu. Sau đấy là làm một cái lá đơn yêu cầu ngưng cập nhật nợ xấu. Đối với những khoản vay 10 triệu thì bên trung tâm thông tin tín dụng quốc gia sẽ xóa luôn. Còn khoản vay trên 10 triệu thì phải đợi và có mưu ở trong đấy. Đến bước thứ ba là sau 1 tháng chúng ta phải check thêm CIC một lần nữa để kiểm tra xem là đã được điều chỉnh hay chưa. Nghĩa là tôi nói thì rất là nhanh bởi vì video ở trên này nó không được dài. Nó sẽ diễn ra một cái quá trình xóa nợ cho anh chị, nó nằm khoảng 45 ngày, 45 ngày. Nếu như anh chị nào chưa biết tôi thì có thể lên mạng gõ Triệu Quang Hùng CFO, anh chị sẽ biết tôi là ai và cái level và đẳng cấp của tôi nó ở chỗ nào. Vấn đề của tôi là thực tế, xử lý việc thực tế chứ không nói bằng mồm. Tôi không nói bằng mồm nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã follow và tôi rất là cảm ơn, trong thời gian chỉ có 3 ngày thôi, tôi đã có những video trên 100.000 người xem và lượt follow hiện tại đang tăng rất là nhanh. Rất là cảm ơn anh chị. Tôi nghĩ rằng người có thực tế, người có thực tài thì chắc chắn sẽ được mọi người đón nhận. Giống như ở bên YouTube của tôi cũng vậy. YouTube của tôi cũng gần 300.000 người đăng ký. Một kênh YouTube mà để đăng ký được như thế thì kinh khủng đấy các anh chị. Còn ở bên này tôi hy vọng tôi sẽ sánh được với những người đang nổi tiếng ở bên này về mảng luật pháp, đặc biệt là luật tài chính cho vay và chuyên dành cho những người nghèo. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe. À, số của tôi ấy, tôi có ghim ở cái phần mà giới thiệu ấy, 1900 4686. Chào anh chị.